là bệnh thường gặp ở người già, diễn tiến bệnh nhanh chóng, gây suy hô hấp cấp tính, vô cùng nguy hiểm và có thể dẫn đến tử vong. Đó là bệnh viêm phổi ở người cao tuổi. Viêm phổi là hiện tượng nhiễm khuẩn cấp tính ở phổi do nhiều nguyên nhân gây nên. Ở nước ta, viêm phổi chiếm khoảng 12% các bệnh về phổi. Bệnh không chỉ phổ biến ở trẻ em mà còn hay gặp ở người cao tuổi. Đáng nói, viêm phổi ở người cao tuổi bệnh tiến triển nặng hơn so với người trẻ. Bệnh gia tăng khi trời trở lạnh và nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh sẽ dẫn đến tử vong. Triệu chứng: nhiệt độ cơ thể tăng cao, ho có đờm, thở nhanh, thở gấp, đau đầu, ra nhiều mồ hôi, da tái nhợt, mệt mỏi. Viêm phổi rất hay gặp ở người cao tuổi do sự lão hóa của hệ thống bảo vệ miễn dịch chung và bộ máy hô hấp dẫn đến suy giảm sức chống đỡ với thời tiết thay đổi đột ngột và tấn công của các loại vi khuẩn. Bên cạnh đó, người cao tuổi hay mắc các bệnh mãn tính gây suy giảm miễn dịch như các bệnh ác tính, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, đái tháo đường hay do dùng các thuốc ức chế miễn dịch kéo dài cũng tạo điều kiện dễ dàng cho vi khuẩn xâm nhập vào phổi. Bệnh thường xảy ra về mùa đông hoặc khi tiếp xúc nhiều với khí lạnh. Như chúng ta cũng biết, viêm phổi là một cái bệnh tương đối nặng nề. Và nguyên nhân gây ra viêm phổi thì bao gồm là thứ nhất là do virus, thứ hai là vi khuẩn, thứ ba là ký sinh trùng hoặc là những cái hóa chất độc hại mà do người làm ở trong cái môi trường hít phải. Và cái nguyên nhân gây viêm phổi thì thường gặp ở những người mà có cơ địa xấu, ví dụ như người già này, trẻ em này, và trước đó bị những bệnh mãn tính, ví dụ như viêm phế quản mạn hay là hen phế quản. Thế và những người mà sức đề kháng kém. Viêm phổi sẽ diễn tiến rất nhanh chóng và rất nguy hiểm nếu không được chẩn đoán sớm và điều trị kháng sinh đúng đắn kịp thời. Nhu mô phổi bị viêm sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ trao đổi oxy và CO2 cho cơ thể. Cơ thể sẽ bị thiếu oxy và ứ động kháng khí CO2 dẫn đến suy hô hấp cấp tính. Vi khuẩn xâm nhập qua nhu mô phổi vào máu có thể gây ra nhiễm trùng máu, viêm màng não, viêm màng trong tim, choáng nhiễm trùng. Suy hô hấp và nhiễm trùng nếu không được kiểm soát sẽ gây tử vong cho bệnh nhân. Đây là một bệnh tương đối khá nặng nề, là viêm các cái tiểu phế quản nhỏ nhất và các cái phế nang và những cái tổ chức liên kết. Vì vậy khi mà viêm mà không được điều trị kịp thời thì mà sức đề kháng lại yếu nữa thì nó dẫn đến cái biến chứng rất là nguy hiểm. Thứ nhất tức là gây một cái áp xe phổi, là cái cả áp xe vùng rộng vùng phổi. Thứ hai có thể gây tràn dịch mạc phổi và nặng hơn nữa là có thể gây nhiễm trùng huyết. Khi bị viêm phổi, người bệnh chỉ hơi tăng nhiệt độ, ho ít, nhẹ, khạc đờm không nhiều, thở nhanh, thở gấp hơn bình thường, đầu tức ngực, nhất là khi thở sâu hay ho. Ngoài ra, còn xuất hiện một số triệu chứng như đau đầu, ra nhiều mồ hôi, da tái nhợt, ăn không ngon miệng, mệt mỏi. Đặc biệt là ở người cao tuổi, khi bị viêm phổi thường xuất hiện tình trạng tinh thần suy giảm một cách bất thường, có thể lú lẫn, rối loạn tâm thần. Khi chụp X-quang phổi, thấy nhiều hình ảnh mờ rải rác hoặc tập trung hơn ở vùng đáy phổi, nhưng không có hình tam giác thường thấy trong viêm phổi ở lứa tuổi thanh niên và trung niên. Xét nghiệm máu thấy số lượng bạch cầu tăng không nhiều, hồng cầu có thể hơi tăng. Thường chúng tôi điều trị dùng kháng sinh, liều cao và tấn công. Thế thì thứ hai và chúng tôi tốt nhất là chúng tôi dựa theo cái kháng sinh đồ mà chúng tôi điều trị. Và thứ hai nữa phải nâng cao sức đề kháng, bù nước và điện giải. Và tốt nhất là bệnh nhân có nên được nghỉ ngơi và trong cái giai đoạn đấy thì là tốt nhất. Bởi vì nếu mà bệnh nhân này vẫn đi lao động, vẫn đi làm việc thì nó dễ xảy ra biến chứng nhiều hơn. Giữ ấm cơ thể vào mùa đông, vệ sinh môi trường sống sạch sẽ, có chế độ ăn uống hợp lý, điều trị triệt để các bệnh về đường hô hấp, tiêm vaccine phòng chống phế cầu, phòng cúm để ngăn ngừa bệnh viêm phổi ở người cao tuổi.